Hai người ngồi đây mẹ hỏi. Thế mẹ vừa đi ăn cơm mua một tí, thấy xúc xích ở đây, ai cắn? Con nhìn xem, hả? Ai? Không ai nhận à? Không ai nhận là bây giờ mẹ mở camera ra là mất mặt lắm mẹ. Hả? Ai? Ồ, Chuyên Chuyên à? Con là không à? Hả? À, Chuyên Chuyên lấy chỗ đấy hả? Chuyên Chuyên cắn. Còn con là người tốt đúng không? Còn ngửi á? Ngửi miệng thấy vẫn mùi xúc xích à? Hả? À, thôi được rồi. À, con là người tốt, con đi đây. Ừ. Hả? Lại còn mang thêm một cái xúc xích lại nữa à? Hả? Ừ, thôi được rồi, rồi. Thì mẹ bóc cho con ăn ha. Rồi, cùng ăn ha. Rồi, trên trên. À, ăn. Ừ, chưa bảo. Ê, lại giận rồi. Hả? À, giận à? Thôi, chưa chưa ăn đi. Ê, mẹ vừa cho chưa chưa ăn chứ. Thôi được rồi, lần sau mẹ cho con ăn chứ. Ăn đi, ha. Ơi. Ơi.